MX King nha anh em. Xe nhập Indo đẹp quá. MX King thì nó khác với Ad Việt mình là nó có cái chân đạp nữa nè. Có cái vò đạp. Xe Cobo đang thui anh em thấy không? Con này rất ít đi anh em ha. Vỏ bánh nào còn nguyên trăng 21. Rất là dày. Gai rất là dày ha. Ít đi. Két nước chẳng ba chẳng băng anh em ha. Rất là đẹp. Vỏ sau cũng còn nguyên. Vỏ sau cũng còn đầy đủ nguyên trăng 21. Rất là dày ha. Ít chạy thôi. Đó, anh em nhìn rất là đẹp ha. Con này biển số Kiên Giang, biển số cũng đẹp. Cái đôi, hai đôi mà nó gánh ha. 117 với 33. Đẹp lắm anh em. Đi có 8.231 cây. 8.000 mấy. Mấy cái hơi nó ngọt lắm anh em. Máy mít rồi nè, còn rất là mới ha. Xe này vô lưu giá 32 cũ nha nè. Anh em đừng có so sánh là đừng mới mắc rẻ anh em ơi. Tại vì xe rất ít đi anh em dòm ha. Tiền là cổ nấy ha, dòm cái gai màng giữa mà nó còn chưa có gách đó. Đó anh em dòm. Rất ít đi luôn. Đẹp quá, màu xanh đen. Xe đẹp không lỗi. Đi Vũ Bình anh em ha. Cái này tại vì xe ít có chạy đậu với cái bình đó đi vô này. Máy nó rất là ngọt nè. Cái này nó dán carbon đẹp quá ha, sạch đẹp. Chứ cái gì nó nhám không đẹp đâu. Dán carbon vậy bóng là dễ vệ sinh mà nó cũng đẹp. Dòng đi đường xa mẹ lắm anh. Rồi. Ok anh em ha. Giao lưu anh em 32 cũ cho con mời. Em mệt kinh mới cảo luôn anh em vỏ. Rất là sâu luôn ha, nhét lúng con gai giống luôn nha. Đó, tiền nào của nấy á, cái xe chất lượng thì giá cả cũng chắc theo. Đó, chứ đừng có so với xe 25 6 triệu. 25 6 triệu thì chung rẻ hơn cộng khoảng chừng 4 5 triệu, 5 6 triệu mà nó có chất lượng xe mình anh em nha. Rồi cảm ơn em đã theo dõi. Bye bye.